Để giữ giùm em để... Rồi. Gần 1.53, gần 1.53. Vâng. Ok. Vậy là ok chưa? 1.52. Quay ra, quay ra. Anh kéo qua đây khó. Là tại vì nó bị vướng cái chỗ dùng dây này. Ok, rồi. Rồi, thấy chưa? Thấy không? Hai cái này không có chặt lại mình kìa. Ok, được rồi. Nhìn nè. Giật nha. Thì giật nha. Thấy chưa? À, chứ không phải kéo, nó kéo. Rồi giật nè, thấy không? Thấy chưa? Rồi bây giờ anh khoan, anh cứ động cái tay bên đây coi sao. Mình sao thấy có khác không? Anh ấy cũng không để ý, thành ra là bây giờ không. Không thì thôi. Rồi, cầm tay. Cầm để ý luôn. Rồi, bây giờ dỡ tay lại coi sao đây. Được, nhẹ lắm. Nhẹ lắm, sợ bạn từ từ bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Đâu nó đỡ. Bạn chưa bài. Chưa bài. Bài như năm rồi đó. Cái tay mà thuận á, khi mình chia cái tay này vậy nè, thì cái tay mà thuận á là chính là tay đau. Tay bị. Rồi dỡ lên để lại để thử coi. Nghe đã phải không? Nhẹ lắm. Rồi nhẹ rồi phải không? Rồi quay đây. Đó. Cái tay này đây. Đó, kéo cái này. Chịu rồi con này. Cái này còn chút xíu. Chút xíu mọi người sẽ thấy bù lại phần này ha. Nhưng mà nó lên được ha. Rồi làm xíu đi. Vất vả quá. Rồi, nhanh lên. Cái này ra là cái chỗ mà cái thằng Mỹ mà nó làm xương sống ăn tiền đã cứ là 50 đô phải không? Rồi ngã lên đây nha, mềm cái lưng lên nha, đó đúng rồi, để chỉnh lại là nó ngon đây, nó đây rồi. Rồi làm cổ là sao? Rồi, nằm thẳng người ra. Em nhìn như này để đi chỉnh cái lời năm x một vậy. Chẳng lời anh thầy. Mềm cái đó đứng cái tầm cái mềm vậy đó. Cái lời nó ngồi vậy được rồi. Thấy mọi chuyện được khác chưa? Qua đây. Ok. Gần 1.54. Wow. Tức là lên được hơn 1 phân. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội
0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.